Kính thưa quý vị, một chú vịt nhựa to lớn thổi bằng hơi hiện diện tại bến cảng Đài Loan, tin từ Kaohsiung. Dân chúng Đài Loan vui mừng chào đón một con vịt bằng nhựa đang hiện diện tại bến cảng thành phố Đài Loan. Theo tin từ cơ quan truyền thông CTI cho biết, đây là một thiết kế nghệ thuật mới từ một nhà thiết kế người Hòa Lan. Chú vịt nhựa to lớn được kéo tới cảng của thành phố Kaohsiung trước khi nó được công bố chính thức tại trung tâm ngân hàng. Khái niệm sự hiện diện này của chú vịt đã thu hút lớn tại trung tâm tài chính thành phố Hồng Kông vào đầu năm nay. Sự hiện diện của chú vịt nhựa tại bến cảng thành phố Kaohsiung trùng hợp với Tết Trung Thu truyền thống Á Châu. Vịt nhựa được bơm hơi từ một cơ xưởng thành phố New Taipei, nơi các công nhân thường thực hiện may nối lại hơn 840 mét vật liệu màu vàng sáng. Sola Lee, đại diện của công ty Airglo, cho biết là các loại vải được đưa vào sử dụng là loại vải lưới PVC, bên trong con vịt được làm từ sợi và bên ngoài là nhựa PVC. Do vậy thì sức mạnh và độ bền của con vịt được đưa ra thử nghiệm xem nó có phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của người thiết kế về màu sắc, chiều rộng và độ căng hay không. Con vịt được sản xuất để trưng bày tại cảng Kaohsiung cho đến ngày 20 tháng 10, sau đó sẽ được di dời do ảnh hưởng của cơn bão Usagi. Cơn bão này có khả năng sẽ mang lại mưa lớn và gió mạnh, ảnh hưởng đến khu vực này vào hai ngày 20 và 21 tháng 9. Theo kế hoạch soạn thảo, thì chú vịt nhựa khổng lồ sẽ đi du lịch và hiện diện hầu hết tại các bến cảng quan trọng Đài Loan cho đến cuối tháng 10. Vịt nhựa khổng lồ đã đi qua 12 thành phố của 10 quốc gia, trong đó có London, Sydney, Osaka và Auckland từ năm 2007, với mục tiêu là truyền bá thông điệp hạnh phúc.